Xin chào toàn thể quý khách hàng đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim, thành phố Hải Dương. Buổi sáng ngày hôm nay, salon bên em lại vừa về thêm một siêu phẩm siêu lướt nữa là chiếc Mazda 3 2019 này. Nên nay em xin lên sóng báo giá chi tiết chiếc này luôn. Con này em này là sản xuất là 2019 bản 1.5 Philips phanh điện tử và giá chào bán tại cửa hàng bên em là 630 triệu, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Đăng ký biển 37 Nghệ An, xe chạy 2,5 vạn, sơn zin gần như toàn xe luôn. Thì anh chị nào quan tâm chiếc xe này thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0978 607 555 hoặc có thể đến trực tiếp tại địa chỉ 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để mình có thể xem xe chất lượng giá cả tốt nhất. Bên em có văn bản cam kết bảo hành 100% về các vấn đề đâm đụng ngập nước hay là hồ sơ pháp lý là bên em đã lo hết rồi. Anh chị mua xe về thì cứ ra hãng ra thợ mình kiểm tra thôi. Lỗi bên em hoàn tiền 100% và bao toàn bộ chi phí cho anh chị luôn. Chiếc Mazda 3 này phải nói là rất là đẹp luôn, màu đỏ pha lê. Nhìn qua ống kính thì không có thể là không rõ, nhưng mà màu này thì rất là độc đáo luôn. Sơn chỗ nào là biết ngay. Con này sơn zin gần như toàn xe luôn. Chủ đi rất là giữ gìn, lịch sử bảo dưỡng hãng cũng rất là đầy đủ luôn. Đèn halogen này, màu đỏ pha lê. Đây, dàn lốp thì vẫn là còn nguyên theo xe nhá. Dàn lốp vẫn còn nguyên theo xe luôn, còn rất là dày. Bốn quả lốp vẫn còn nguyên theo xe. Cái option theo xe của chiếc Mazda 3 này cũng khá là nhiều. Đời 2019 thì sẽ có thêm là ghế chỉnh điện. Đây, ghế chỉnh điện phía lái là tính năng mà Mazda 3 2019 được trang bị thêm. Khoang nội thất rất là đẹp luôn. Căng mặt con này thì em vừa về cho nên là cũng chưa kịp dọn nội thất hay là đánh bóng qua. Căng mặt tắp biều được ốp vân gỗ này, chống trời. Chủ cũng rất là giữ xe. Chiếc Mazda 3 này là được trang bị là hệ thống 4 túi khí và dàn âm thanh là 8 loa, nghe cũng rất là thích. Cửa sổ chơi trần nỉ nguyên bản theo xe. Hệ thống chống trơn trượt này, rồi hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống iStop tiết kiệm xăng. Đèn auto, gạt mưa cũng auto luôn. Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng này. Rồi là ga tự động cruise control. Khoang nội thất cực kỳ tươi, cực kỳ đẹp luôn. Hàng ghế phía sau đây. Bởi vì là dòng xe hạng C cho nên là khoang ngồi đương nhiên nó cũng sẽ rộng rãi thoải mái rồi. Mazda thanh niên hay là chị em phụ nữ đi dòng này cũng rất là phù hợp. Đèn ổ thông minh này. Rồi màn hình là nguyên bản theo xe, tích hợp cam lùi theo xe luôn. Có Việt mát dẫn đường. Điều hòa tự động, phanh tay điện tử và hai chế độ lái là chế độ sport và chế độ thường. Cục điều khiển màn hình trung tâm. Thiết kế nội thất rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Cái cửa sổ trời, nhà ai có con nhỏ hay là mình đi bình thường thì mình chỉ cần kéo rèm ra cho thoáng tí thôi. Đẹp căng đét luôn. Đấy, khoang cốp của em nó đây. Hàng ghế phía sau thì có thể gập xuống để mình có thể để đồ nhiều hơn được. Lốp sơ cua vẫn còn rất là dày. Phần đuôi thì chủ cũng đã lên cho em nó là một líp bô mẹt rồi. Líp này thì ngoài thị trường có giá tầm 3 đến 3,1 triệu. Sử dụng động cơ 1.5 thôi cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu của em này chỉ rơi vào tầm 6,5 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Cam kết máy zin không thủy kích, không ngập nước, không bổ máy. Zin từng con ốc luôn.
Nói chung thì anh chị cũng cần phải đến trực tiếp xem xe, mình chạy thử xe thì mới biết được. Đấy, và giá chào bán chiếc xe này tại cửa hàng bên em là 630 triệu, xe sản xuất 2019, bản 1.5, Philips phanh điện tử, đăng ký biển 37 Nghệ An, xe chạy 2,5 vạn, sơn xi gần như toàn xe luôn. Lốp vẫn còn nguyên theo xe cả gian. Địa chỉ xem xe trực tiếp bên em là 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện cây xăng Thanh Bình, và số điện thoại liên hệ là 0978 607 555. Bảo hành cam kết, bao test thử test hãng toàn quốc luôn, anh chị cứ đến xem xe trực tiếp em vẫn để giá yêu thương cho.